Hiện tại bên Babola Chocolate có nhiều dòng sản phẩm lấy từ hàng hạt của bà con nông dân, thì về sản xuất ra những sản phẩm về cacao ở sô cô la nguyên chất. Thì đặc biệt trong cái đó là có sản phẩm là sô cô la organic, là lần đầu tiên ở Việt Nam là coi như mình hợp tác với bà con nông dân để coi như mình lấy hàng hạt organic của bà con nông dân về và sản xuất ra sản phẩm nó đạt chất lượng, hương vị và coi như được đánh giá được thế giới đánh giá rất là cao về sản phẩm organic này. Đối với sản phẩm organic thì của Babola Chocolate thì nó được thế giới công nhận đánh giá là coi như nó có hương vị rất là thơm ngon, vị chua đặc trưng của sô cô la Việt Nam và sô cô la Bà Rịa Vũng Tàu. Và coi như vừa rồi của tháng 11 vừa rồi là coi như sản phẩm đạt được giải đồng trong cuộc thi sô cô la quốc tế, và coi như đó là cái người Việt đầu tiên mà có thể làm được cái sản phẩm đạt giải trong cuộc thi sô cô la quốc tế này. Hiện tại mình đang liên kết tầm khoảng 30 bà con nông dân để sản xuất ra hàng cacao, nhưng mà đối với hàng cacao organic thì chỉ có số lượng rất là nhỏ, chỉ cần một hai bà con. Thì với số lượng nhỏ và sản xuất ra cái sản lượng thì một năm nó tầm khoảng 1 tấn sô cô la nguyên chất, và nó làm trong thời gian tới thì coi như mình khi sau khi đoạt cái giải bạc giải đồng sô cô la châu quốc tế này thì mình sẽ khuyến khích bà con tập trung sản xuất thêm và cái đi theo hướng mà hữu cơ để coi như mình có thể chủ động cái nguồn hàng sản xuất ra được nhiều sản phẩm về organic hơn nữa. Hiện tại thì vừa rồi đã có rất là nhiều đơn đặt hàng từ quốc tế và từ Việt Nam đối với cái hàng mà organic và coi như tất cả các sản phẩm sô cô la của Babola này. Thì vừa rồi cũng có tham dự Food Expo 2018 ở trên, thì được những cái nhà nhập khẩu bạn bè quốc tế đến kiểm tra và đánh giá rất là cao đối với cái hàng sô cô la Babola, và cũng có một vài đơn hàng mình chuẩn bị mình giao trong tháng 12 này. Trong thời gian sắp tới thì coi như mình đang tiến hành sản xuất cực kỳ khó. Đối với sô cô la mà sản xuất từ cái farm to bar thì cực kỳ khó, có nghĩa là ngay tuyển chọn ngay chỗ mà cái khâu bà con, thì mình phải kết hợp với bà con để mình tạo ra những cái trái cacao mà chất lượng, xong rồi từ cái trái cacao đó mình đem về mình ủ lên men phải ủ lên men đúng cái tiêu chuẩn, phải trong vòng ít nhất là từ 5 tới 7 ngày để mình ra được cái thành phẩm. Và mình phải phơi nắng cho nó khoảng 10 ngày nữa. Trong quá trình sản xuất đó nó kéo dài khoảng 1 tháng để mình ra được cái nguyên liệu, xong rồi mình phải chờ trong vòng 1-2 tháng nữa để coi như hạt cacao nó ổn định rồi mình mới đem về mình sản xuất. Quá trình sản xuất thì nó cũng rất là phức tạp, từ cái chỗ mà rang xay nó phải đúng tiêu chuẩn nó, xong nó mới ra được cái hàng hạt để mình đưa vào sản xuất sô cô la. Ngay cả sô cô la thì mình sản xuất theo dạng thủ công nên nó cũng rất là tỉ mỉ, cầu kỳ tỉ mỉ để nó tạo ra những cái thỏi sô cô la mà thơm ngon chất lượng. Cái tiêu chí là cái hương vị thành phần và chất lượng. Thì vừa rồi mình có đạt được cái giải đồng sô cô la châu Á ở cái sản phẩm là sô cô la organic của Bà Rịa Vũng Tàu 92%, và được thế giới đánh giá rất là cao, và coi như là công ty Việt Nam duy nhất mà đạt giải đồng trong cuộc thi này. Nó có chủng đó, đối với sô cô la mà đánh là nó từ 85% trở lên thì mình đoạt giải đồng trong cái phân khúc mà 85% trở lên đó. 85% cacao, thành phần cacao, có nghĩa sô cô la đánh 85% cacao trở lên. Thì cuộc thi này mà nó uy tín nhất đối với cái ngành sô cô la, cuộc thi mà của tổ chức mà International Chocolate Award, đó là cuộc thi mà nó uy tín nhất để trong cái ngành sô cô la này. Và coi như đạt cái giải sô cô la, để đạt được cái giải sô cô la quốc tế này thì mình phải đạt được giải trong thi khu vực châu Á Thái Bình Dương, sau đó mới đem đi thi cuộc thi quốc tế. Và để trong cuộc thi quốc tế thì mình đã vượt qua rất là nhiều cái doanh nghiệp khác, rất là nhiều hãng sản xuất sô cô la lâu đời để mình đạt được cái giải thưởng này. Cái vùng đất trồng nó rất là quan trọng. Cái vùng đất trồng ở Việt Nam thì có 6-7 vùng trồng và cacao, nhưng mà mỗi vùng nó tạo ra một cái hương vị khác biệt với nhau. Thì đối với vùng Bà Rịa này, đất đỏ Ba Giang nó tạo ra được cái hương vị cacao rất là tốt, rất đặc trưng. Sản phẩm nó tạo ra cái loại sô cô la mà được thế giới đánh giá cực kỳ cao đối với... Thì đất trồng nó cực kỳ quan trọng. Ngoài cái chuyện chăm sóc thì đất trồng, thổ nhưỡng là vấn đề rất là quan trọng.
Rồi lên ông nắng Cho xuống. lên không được. Gì cũng được tại lộn ra nó màu xung ra mà. À lộn. À đâu 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 à, không không cái cái hình chữ nhật, cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Lộn được không?